Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 39. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 265: Lưu ly màu trắng. Cứu viện của người tới chưa? Trọc sầm còng còng, dung trưởng đánh xuống xuyên qua bóng hình của Bạch Ly Đông Quân, Dán xuống mặt đất. Phạm di một trượng lập tức phủ một lớp băng giá. Bạch Ly Đồng Quần giảm chân lùi lại, trường kiếm dùng lên điên cuồng, kiếm khí đầy trời xuyên qua làng mưa. Cho dù là hai vị đại thái giám liên thủ vẫn không có phá được, nhưng mà kiếm khí như vậy liệu có chèo chống được bao lâu? Nhanh hơn chút nữa đi, vẫn nhanh hơn được chứ. Trọc sầm còng còng, ngừng tấn công, đột nhiên lùi lại một bước, hắn mới lật trường kiếm nhìn thân kiếm. Sao vậy? Trọc lạc công công hỏi, thân kiếm đã bị mẻ mất một chỗ rồi. Trọc Sầm trầm giọng nói: "Cái thằng nhãi đúng là khó lường, nhưng mà càng bất phàm càng chứng minh hôm nay chúng ta tớ giết hắn là đúng." Trọc Lạc Công Công cười lạnh nói: "Hắn phải chết, không chết, ắt sẽ lưu lại hậu hoạn." Kiếm khí của hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi, hắn vẫn đang chờ diện binh của mình. Trọc Sầm Công Công quay đầu nhìn sang: "Yên tâm, hắn không có diện binh đâu." Trọc Lạc Công Công mới hạ giọng nói: đại tổng quản đích thần ra tài dẫu là tế tủ học đường nhưng mà dù sao không phải là lý tiên sinh không có đánh được đại tổng quản nhưng mà vì sao ta lại cảm thấy bất an trọc sâm công công đột nhiên buông kiếm xuống nhíu mài nhìn phía trước người cô nghe thấy không hình như là mặt đất vừa rung chuyển đó đất rung chuyển sao trọc lạc công công sửng sốt giơ chân dậm mạnh xuống đất sau đó mới nhìn trọc sâm một cái hai người cùng quát lớn nhảy thẳng lên mặt đất dưới chân đã bị nhấc lên tiểu bạch bạch ly đông quân gọi to chỉ thấy một con rắn lớn toàn thân trắng muốt như ngọc dài khoảng 10 trượng xuyên qua mặt đất lao lên nó há cái miệng to như chậu máu với hai người trên không trung phun ra một luồng trọc khí trọc lạc và trọc xăm đều sợ trong trọc khí có độc xoay một vòng trên không trung rồi nhảy xa hơn 10 trượng con rắn này tuy là to lớn nhưng mà hành động cực kỳ linh hoạt, xoay người trường dưới đất một vòng đã tới bên cạnh Bách Ly Đồng Quân, Rủ đầu xuống. Bách Ly Đồng Quân giơ tay phải gãi nhẹ dưới cằm của rắn trắng. Không sao, không muộn đâu, tới đúng lúc lắm. Đây là con người của Trọc Lạc công công co lại, đầu có sừng thú dài khoảng 10 trượng, toàn thân trắng muốt. Trên đời này chỉ có một con rắn như vậy thôi. Bạch Lưu Ly được ôn gia nuôi dưỡng trăm năm. Đáng lẽ kẻ đang sở hữu nó là gia chủ của ôn gia, ôn lâm. Trọc xăm công công trầm giọng nói. Gã này là đồ đệ của Lý Trường Sinh, cháu trai của Bách Lý Lạc Trần. Sao lại có quan hệ với cả ôn gia? Trọc xăm công công nghi hoặc. Ngươi chỉ một lòng luyện kiếm, thậm chí không có biết ôn Lạc Ngọc chính là mẹ hắn hay sao? Ôn Lạc Ngọc là con gái mà ôn lâm yêu quý nhất. Tên này là cháu ngoại của ông Lâm đấy Trọc lạc thở dài Nhưng không ngờ Ông Lâm lại đưa cả bảo bối trấn gia Của ông gia cho hắn Ông ngoại nói tặng ta làm quà đó Nhưng mà ta biết Một ngày nào đó ngươi sẽ trở về ôn gia Bà Lý Đồng Quân vuốt da đầu con rắn trắng Nhưng trước lúc đó Con phải nhờ ngươi đi theo ta Cùng dạy cho cái đám ác nhân này Một bài học Chẳng phải là các ngươi nói Ta không có cứu viện sao Đây chính là cứu viện của ta không ngờ hầu gia tới thiên khải không chỉ có binh sĩ hộ vệ mà còn có cả rắn trắng hộ giá nhưng mà dẫu sao cũng chỉ là một con súc sinh thôi trọc sâm công công cười lạnh nói trọc lạc thu trưởng hạ giọng nói đã đến nước này rồi không cần phải đánh nữa cùng lắm lưỡng bại câu thương thôi trọc sâm sửng sốt sao định dừng tay à trong mệnh lệnh của đại tổng quản không có hai chữ ngừng tay mệnh lệnh là ta truyền đạt ta bảo ngừng tay thì ngừng tay đi trọc lạc hạ giọng nói bạch ly đồng quần kẻ mỉm cười cuối cùng ngươi cũng phải hiện ra rồi con mắt của trọc lạc liếc lên mái hiền dấu diếm sâu thật bạch ly đồng quần mới gật đầu đúng là rất sâu thậm chí ta cũng mới phát hiện ra thôi tiểu công tử có đồng ý ngừng tay không trọc lạc mỉm cười hiền hòa không đồng ý bạch ly đồng quần cũng mỉm cười ấm áp như một làn gió mùa xuân nhưng mà giọng điệu cực kỳ lạnh lùng người muốn giết ta thì giết không giết được ta định bỏ đi sao thế tiểu công tử muốn thế nào đây trọc lạc bình tĩnh nói nốt cả một chiêu cuối cùng đi bác ly đồng quân cao giọng nói chiêu này ta sẽ dốc toàn lực để mà giết các người các người cũng dốc toàn lực để mà giết ta sau đó sống chết thương tật thế nào đi nữa hai bên cũng không có liên quan thấy sao Vậy thì như công tử nói đi. Trọc lạc mới nhẹ nhàng, giơ hai tay, một tay đầy hơi nước, một tay đầy sương mù, đúng là băng quả lưỡng trọng. Trọc xăm công công, giơ thanh kiếm bảy thước, chỉ một kiếm. Bạch Ly Đồng Quân vuốt ve đầu của Bạch Lưu Ly. Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch, ta sáng tạo một kiếm, kiếm này cần người phối hợp đó. Bạch Lưu Ly lè lưỡi, phát ra cái tiếng xì xì như đang đáp lời quy. Nghe nói ngươi là đời sau của giao long trăm năm sau sẽ vào sông ra biển quá thân thành rồng thế thì cái chiêu này của ta tên là thừa dân quá long nha bạch ly đồng quân đạp một chân lên đầu của bạch lưu ly nhảy lên cao trường kiếm xoay tròn thân hình như quá thành một con rắn lớn bay thẳng xuống bạch lưu ly dẫy đuôi ép hai người trọc lạc và trọc sâm liên tục lui về phía sau không có chỗ nào đặt chân trên mái hiên cô gái cười khẽ đặt tên rõ là tệ, bất nhiễm trần sẽ gió đánh tới, kiếm khí sẽ tan bầu trời, phát ram thành như là mảnh thú gầm thét, lại như lòng ngâm trọc lạc cũng lao lên không trung, song quyền đánh ra, thân kiếm bảy thứ của trọc sầm hiện lên sắc máu cũng chém ngang ra, hai người đều thi triển chiêu thức tuyệt sát vì bọn họ phát hiện chiêu kiếm này của bạch ly đông quân có quyết điểm quá rõ ràng, kiếm này chỉ có tiếng không có lùi chỉ có công không có thủ sơ hở trầm chỗ rồi vừa rồi bách lý đông quân sử dụng thiên hạ đệ tam do tiêu nhược phong sáng tạo ra thuấn sát kiếm pháp do bách lý thành phong truyền thụ còn có cả tay sở kiếm ca của cổ trần mỗi chiêu khiến cho người ta kinh ngạc vô cùng dù sao đây cũng là kiếm pháp do kiếm khách thành thục sáng tạo ra với tuổi của hắn với lý giải của hắn về kiếm đạo kiếm pháp tạo ra đúng là non nớt, nực cười. Trọc sâm mỉm cười. Kiếm thuật của mình thua, nhưng mà lý giải của mình đối với kiếm đạo vượt xa Bách Lý Đông Quân. Kiếm vua của Bách Bình, cả công lẫn thủ mới là chính đạo. Kiếm đi đường kiếm, chỉ có nước chết thôi. Bách Lý Đông Quân không hề hay biết, y giang hai tay áo, kiếm khí ồ ạt trù xuống. Không được, trọc sâm quát khẽ lên một tiếng, định thu hồi kiếm thế, nhưng đã không kịp rồi sau lưng của bác Lý Đồng Quân xuất hiện một cô gái áo trắng từ lúc nào chẳng hay, vẫy trắng phất phơ, quyển chuyển như là gợn sóng trên hồ. Cô gái kia giơ hai tay lên, hai bên đều là những mũi hoa châm lóe mắt. Sau lưng của ta giao cho người bảo vệ. Bác Lý Đồng Quân nhắm mắt lại, dùng kiếm chém xuống. Chương 266 Mưa đêm giang hồ Thật ra mọi chuyện diễn ra chỉ là trong một thời gian hô hấp hít vào một hơi, nhưng mà không có thể nào giữ hơi thở đó trong lòng ngực mãi được. Biến cố nảy sinh ngay tức thời. Mai qua châm, đồng loạt bay ra, ánh bạc lấp lóe Thân kiếm bất nhiễm trần, bùng lên ánh lạnh, sau đó mới dần dần tắt liệm. Mưa tạnh, Bách ly Đồng Quân cắm kiếm dưới đất, ngẩng đầu nhìn trời, thở ra một hơi dài. Thời khắc sinh tử thật sự, cô gái áo trắng cũng chậm rãi hạ xuống đất. Cô giơ tay gãy nước mưa trên y phục ngẩng đầu lên. Trên mặt của cô đeo một tấm khăn che mặt màu trắng. Không có thấy dung mạo cụ thể, cũng không có nói gì. Nhưng mà cô gái nhìn xuyên qua bánh lý đồng quân, quan sát hai tên thái giám. Trọc lạc công công thu trưởng, chậm rãi phun ra một luồng trọc khí. Khí tức nóng lạnh trên hai tay đã tiêu tan hầu như là không còn. Hắn cười khổ một tiếng. Tiểu công tử, tuổi trẻ tài cao, không chỉ có võ công cao cường, mà còn có một vị gia nhân bảo vệ bên cạnh. Choang một tiếng, thanh kiếm bảy thước rơi dưới đất. Trọc sầm còng còng, quỳ một chân dưới đất, tay trái che kinh mạch bên cổ tay phải, nhưng máu tươi vẫn tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả khoảng đất gần chỗ hắn. Hắn lắc đầu, ngẩng đầu lên phẫn nộ nhìn bánh Lý Đông Quân. Tiểu công tử, thủ đoạn cao cường lắm. Vẫn chưa đủ đâu, vốn dĩ ta định giết người, nhưng bây giờ chỉ khiến cho người không có thể dùng kiếm nữa thôi. Bạch ly đồng quân thu hồi bất nhiễm trần. Có điều ta đã nói đây là kiếm cuối cùng, như vậy đây sẽ là kiếm cuối cùng. Các người đi đi, ta không có giết các người. Trọc sầm công công cười lạnh nói, tiểu công tử tuổi tác không lớn, nói năng ngông nghênh thật. Ngươi có bệnh không đấy? Bạch Ly Đồng Quân lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi tới giết ta nhưng mà không giết được, ta có thể giết ngươi nhưng bây giờ chỉ phế bỏ một cánh tay của ngươi thôi ngươi còn đứng đó bất mãn cái gì chứ muốn cúc thì cúc đi không cúc ta gọi giáo quý tuần tra đến ngươi ra tay giết người ngay trước mặt của mọi người nhốt ngươi vào đại lý tự chặt đầu thì ngươi mới vui lòng bà đi đồng quần là người như vậy đôi lúc là công tử thế gia nho nhã đôi khi như là một kiếm khách phong lưu trong giang hồ nhưng thi thoảng lại là tiểu bá dương của càng đông thành ngang ngược bá đạo tổng quản trưởng sách trọc lạc công công đỡ trọc xâm dậy đồng thời cầm lấy cái thanh kiếm bậy thứ kia tiểu công tử cáo từ lần sau gặp mặt vẫn muốn giết ta sao bạch đi đồng quân hỏi ngược lại chỉ mong là không trọc lạc công công nắm lấy trọc xâm lùi lại ba bước xoay người cất bước rời khỏi không hề quay đầu lại bên ngoài con phố dài một chiếc xe ngựa đang đổ tại đó trọc sâm và trọc lạc thấy chiếc xe ngựa thân thể bất giác run rẩy nỗi sợ không có cách nào mà kềm chế nổi gần như phản ứng bản năng xe ngựa đổ ở đó không có ai từ trên xe bước xuống chỉ có một thái giám trẻ tuổi cầm roi ngựa nhìn bọn họ trọc lạc dẫn trọc sâm đi tới trọc lạc mới cúi đầu đã phụ lệnh của đại tổng quản chúng ta thua rồi trong xe ngựa không có ai đáp lời sau lưng của trọc lạc đổ mồ hôi lạnh đầm đìa đại tổng quản giúp hai người chúng ta ngăn cản cái đám người ở dọc đường nhưng mà hai người chúng ta hợp lực vẫn không có giết được bách lý đông quân thậm chí trọc sâm còn bị thương trọc lạc xin chịu phạt mong đại tổng quản giáng tội không cần trong xe ngựa vang lên một giọng nói mệt mỏi trọc lạc và trọc sâm nhìn nhau đều thấy khó tin sau này không cần phải động tới Bách Ly Đông Quân nữa, bên phía bệ hạ ta sẽ giải thích. Trọc xăm tới tìm Trần Thái Y để mà chữa trị tay phải đi. Lần này là ta đã tính sai rồi, các người không có nên tự trách. Trọc thanh công công trong xe ngựa thở dài. Trọc lạc nhìn Cẩn Tuyên như là muốn tìm kiếm đáp án từ người của hắn. Cẩn Tuyên nhẹ nhàng dung roi ngựa, xe ngựa chậm rãi khởi hành. Nhuệ khí của sư phụ đã bị một bàn tay đè xuống rồi cẩn tuyên âm thầm thở dài một tiếng. Trên con đường, Bách Lý Đông Quân đột nhiên xoay người, giường tay trái, định nắm lấy khăn che mặt cô gái áo trắng kia. Chiêu này cực kỳ nhanh chóng, không hề chậm hơn lúc giao đấu với hai gã thái giám kia. Cô gái lại như đã đoán trước, điểm mũi chân lùi lại, chỉ chớp mắt đã lùi hơn 10 bước. Rút cuộc, ngươi là ai? Bách Lý Đông Quân nhíu mày nói, ngươi đi theo ta từ càng đông thành tới tận đây, cô gái không nói một lời, gió thổi khăn che mặt, dung mạo như ẩn như hiện. Đôi mắt cô rất đẹp. Bách Ly Đồng Quân hạ giọng nói, rất giống một vị bằng hữu của ta, cho nên ta muốn dán khăn che mặt của cô, xem gương mặt bên dưới. Có phải là dung mạo tầm thường không hả? Cô gái mới đột nhiên nói, giọng nói khàn khàn như đang cố gắng giả dờ. Quả nhiên, cô chính là Dương Nguyệt bách lý đồng quân bước lên trước một bước vì sao mà võ công của cô lại cao vậy chứ sao mà cô cứ theo ta mà không có hiện thân cô gái lùi lại mấy bước khẽ lắc đầu đừng có lắc đầu cô chính là dương nguyệt bách lý đồng quân lao tới giơ tay nắm lấy khăn che mặt cô gái nhưng mà cô gái kia nhảy lên mái hiền mép váy phất phới cô mỉm cười với bách lý đồng quân tuy không có thấy dung mạo khi mà cô cười nhưng mà thời khắc đó ánh mắt quá thành một dần trăng khuyết. Sau đó xoay người một cái, biến mất ở đó. Dương Nguyệt! Dương Nguyệt! Bạch Ly Đồng quần chạy dọc con phố, vừa chạy vừa gọi. Thế nhưng không ai đáp lời quỳ, chỉ có con Bạch Lưu Ly uống éo bò phía sau. Bạch Ly Đồng quần mới nhanh trí hồ, Tiểu Bạch, người tới trói cô ấy lại cho ta. Sau đó có một tiếng ngáp vang lên, rồi một bàn tay cốc lên đầu quỳ. linh tinh cái gì? theo đuổi cô nương nhà của người ta như thế sao? Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện sau lưng quy, cốc một cái lên y rồi giơ tay đè y lại. Sư phụ, sao mà người lại xé mặt nạ rồi? Bạch Lý Đồng Quân nghi hoặc. Nam Cung Xuân Thủy sờ gương mặt của mình. Dù sao cũng là giả mà, Lý Tiên Sinh đã chết rồi, bây giờ chỉ còn Nam Cung Xuân Thủy thôi. Bạch Lý Đồng Quân mới gật nhẹ đầu. Sư phụ, ta có một vị bằng hữu, luôn đi theo chúng ta, vừa mới hiện thân thôi ta muốn đuổi theo cô ấy hỏi cho rõ ràng hỏi cái gì cô nương nhà của người ta không có muốn gặp ngươi ngươi còn cố bóc khăn che mặt của cô ấy đây có phải là hành động người đọc sách không đừng có đuổi nữa đi thôi nam cung xuân thủy xua tay nói Bạch lý đông quân mới sững sờ đi đâu về quán tiếp đón à về quán cái gì tới tuyết nguyệt thành Bộ dáng của Nam Cung Xuân Thủy nhưng chỉ tiết rèn sắt không có thành thép. Chuyện ở Thiên Khải Thành nên chấm dứt tại đây thôi, còn lưu lại là cái gì nữa? Còn lưu lại làm cái gì nữa? Theo ta trở về Tuyết Nguyệt Thành, sau này chỉ làm khách giang hồ, không có để ý tới chuyện triều đình nữa, thấy sao? Thế thì càng tốt. Bạch Ly Đồng Quân không hề do dự nói. Nhà ngươi được truyền chức tước đời đời đó, sau đó có thể làm hầu gia không muốn làm sao? Nam Cung Xuân Thủy hỏi, chẳng lẽ ta phải dẫn binh đi đánh trận à? Cái đó không có làm được đâu. Bạch đi Đồng Quân lắc đầu, hầu gia đấy, dưới một người mà trên dạng người, người cứ thế, từ bỏ thì không có được hay chỗ lắm. Thế này đi, ta sẽ nói với nương tử, sau này cho ngươi làm thành chủ tuyết nguyệt thành. Sao? Ngươi thấy sao? Nam Cung Xuân Thủy lại hỏi, cứ theo lời của sư phụ. Bạch Ly Đồng Quân trả lời, thế thì đi thôi đạo lý xuân phong nhất bồi tử giang hồ dạ vũ thập niên đăng chúng ta về giang hồ chương 267 đạo lý xuân phong ống tài áo màu trắng của nam cung xuân thủy bay phất phơ như là tiên nhân cử gió ngên ngang đi về phía tây bạch Lý đồng Quân theo sát phía sau đi qua trạm nghỉ chân y quát to một tiếng đi bạch Lý đồng Quân ngồi trong phòng uống từng ngậm rượu, trà tuy là đậm nhưng mà cuối cùng vô vị, lúc này vẫn phải uống rượu. Bạch Lý Gia, ba đời đều là anh hùng, có làm dương hầu hay không cũng có sao. Trong hoàng cung thiên khải thành, long bào vàng kim của Thái An Đế lay động theo làn gió. Hắn đứng trên ánh nguyệt đài cao nhất trong hoàng cung, nhìn về phương xa thở dài. Quốc sư à, lần này ta mưu đồ như vậy đúng là quá ngây thơ rồi. Tề Thiên Trần, râu tóc bạc trắng, mặt mày như là ngọc đứng bên cạnh, nhẹ nhàng phe phải vất trần trắng trong tay cười nói. Bệ hạ, mưu đồ không phải là ngây thơ, đều là gì bắt ly. Nhưng mà cuối cùng, ánh mắt của bệ hạ chỉ nhìn mấy chục năm qua. Còn Lý Trường Sinh kia đã nhìn thấy trăm năm rồi. Thái An Đế mới thở dài. Như bệ hạ đã nói, Thiên Trần tìm đọc tất cả những sách cổ đời trước trong tàn thư lâu lý tiên sinh có lẽ là người hộ quốc của bắc ly bất luận là bồi dưỡng người có tài hoa tuyệt thế như Lan gia dương hay là nhận thiên tài trời sinh như bách lý đông quân làm đồ đệ đều là mưu đồ hộ quốc của ông ấy tề thiên trần mới trả lời trên đời thật sự của người sống tới mấy trăm năm sao thái an đế lẩm bẩm tiên gia trong đạo môn của chúng ta đúng là có cấp độ địa tiên nhưng mà sống hơn một trăm năm đã không có dễ dàng gì sống dài trăm năm có lẽ phải trả giá lớn tới mức người bình thường khó lòng tiếp nhận. Cũng phải đảm nhiệm trách nhiệm mà người thường khó mà gánh giác nổi đó. Tề Thiên Trần trầm giọng nói, Trầm hiểu rồi. Thái An Đế ho khan một tiếng, Nam Cung Xuân Thủy và Bách Lý Đông Quân cứ thế một trước một sau đi ngang qua cổng Thiên Khải Thành. Sau đó lại thấy một con ngựa túc tắt đi vào trên ngựa là một người trẻ tuổi đang ngửa đầu uống rượu vừa đi vừa mắng chuyện quái gì cũng giao cho ta biết thế chẳng thà là về lôi môn cho xong với năng lực của ta không làm môn chủ cũng thừa sức làm trưởng lão chứ cái tên tiêu nhược phong chó chết lan gia dương khốn kiếp nói toạc ra chẳng phải là tiểu sư đệ của ta sao chà giờ có thêm bách lý đông quân chỉ coi là sư đệ bé thứ hai của ta thôi nhưng mà ta là nhị sư huynh rồi, có thể tôn kính ta một chút không? Bảo ta đi bắt cô giàu trốn đám cưới chứ? Xin lỗi đi, cái loại chuyện này á, giới lục phiến môn còn chẳng có muốn dính đến. Còn có tên Diệp Đỉnh Chi kia, hắn là con trai của Diệp Vũ Tướng Quân mà ta sùng bãi nhất. Ta đi bắt hắn hay sao chứ? Đi một dòng tới Giang Nam, cảnh thì đẹp đấy, nhưng mà người không thấy. Thôi, không có làm đại tướng quân cái gì đó được rồi, về lôi môn nhận sai với lão tổ tông thôi. Nam Cung Xuân Thủy nhìn Bánh Lý Đông Quân một cái. Bánh Lý Đồng Quân lại che trán Vị nhị sư huynh này khiến cho cả tiểu sư đệ như y cũng thấy mất mặt. Nam Cung Xuân Thủy thở dài. Lôi nhị. Nghe tiếng giọng quen thuộc, cách xưng hô quen thuộc. Lôi mộng sát, đang đứng trên lưng ngựa lập tức rung rẩy Thân thể mới lập tức ưỡng thẳng Lúc này hắn mới nhìn về phía trước Quan sát hai người đang đi tới Đầu tiên là thấy Bách Lý Đồng Quân quen thuộc Gương mặt hắn giãn ra Cười ha hả Tiểu Bách Lý sao mà ngươi lại tới đây Sau đó lại liếc mắt sang Nam Cung Xuân Thủy vẻ mặt hoang mang Vị tiểu huynh đệ này là ai Là ông nội của ngươi đó Nam Cung Xuân Thủy cười mắng Đúng là hổ xuống đồng bằng Bị chó khinh mà Lâu không có ở thiên cải thành ngay cả một thiếu niên nho nhỏ cũng dám mắng ta. Lôi mộng sát mới nổi giận nói, ta là trước mặt công tử lôi mộng sát, nhị sư huynh của học đường, đệ tử chân truyền của Lý Tiên Sinh. Đệ tử chân truyền, Nam Cung Xuân Thủy nhảy thẳng tới, hung hăng đánh một quyền lên đầu của lôi mộng sát, trực tiếp hất hắn rơi xuống ngựa, lôi mộng sát trong lòng kinh hãi Kinh thần chỉ, phách lôi trưởng, quả lôi quyền, các loại võ học của lôi môn lập tức lướt qua trong đầu. Còn chưa có nghĩ ra rốt cuộc là dùng chiêu nào để mà giáo huấn thiếu niên không biết trời cao đất dày này. Thì đã bị hất ngã dưới đất rồi. Nam Cung Xuân Thủy sách bất nhiễm trần bên hông của Bách Lý Đông Quân kiếm không rời võ, đánh thẳng lên người của lôi mộng sát. Còn dám nói là đệ tử chân truyền của Lý Tiên Sinh sao? Đứng đo lạm nhảm có khác gì đàn bà không? Phàn nàn cái gì Làng Gia Dương cái quái gì vậy chứ Chẳng phải là tiểu sư đệ của ngươi sao Hắn bảo ngươi đi bắt một người Thì ngươi đi thật Đi mà đánh hắn Đứng đó mà lảm nhảm cái gì Nam Cung Xuân Thủy Hoàn toàn không có còn dáng vẻ của người đọc sách Chỉ vào lôi mộng sát Nước miếng bắn tung tóe Lôi mộng sát vừa ôm đầu Vừa lập tức hiểu ra Sư phụ Sư phụ Người đeo mặt nạ da người dọa ta sao Nam Cung Xuân Thủy trả kiếm cho Bách Lý Đông Quân. Mau về nhà ngươi đi, sau đó ngoan ngoãn ở Thiên Cải Thành, gây dựng sự nghiệp ở Bắc Ly đi. Về Lô Gia Bảo sao? Cái lão già Lô Gia Bảo mà dám nhận ngươi, ta đánh nổ đầu quan luôn. Ồ, sư phụ không biết đấy thôi. Lôi mộng sát mới đứng dậy, vẻ mặt áo não. Dịch văn quân kia... Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn ai quan tâm tới cái tên này. Nam Cung Xuân Thủy mới thở dài. Khi quyền thế tới, có một số người đâu có nhớ gì nhi nữ tình trường đâu. Lôi mộng sát, thoáng nhìn qua sắc mặt của Nam Cung Xuân Thủy, lập tức lùi lại một bước, cùng kính cúi đầu. Đồ nhi đã hiểu. Cút đi! Nam Cung Xuân Thủy dơ chân đá văng lôi mộng sát, rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, Bách Ly Đồng Quân nhìn qua lôi mộng sát. Nhị sư huynh bảo trọng ngươi nên bảo trọng mới đúng đó. Lôi mộng sát cười nói, ngày ngày ở bên cạnh tiên sinh, đào đớn lắm đó. Bạch Lý Đồng Quân mới lắc đầu, thật ra rất tốt. Mạnh miệng vậy, lôi mộng sát ra vẻ không tin. Trân trọng nhé nhị sư huynh. Bạch Lý Đồng Quân thở dài một tiếng, trân trọng cây rắm. Lôi mộng sát xua tay, đừng có nói năng nặng nề như vậy, cứ cảm thấy nói thế là cả đời này không có gặp lại nhau nữa. Bạch Lý Đồng Quân mới mỉm cười, đâu có đến nỗi thế chứ một tháng sau bách lý đông quân theo lý trường sinh trở lại tuyết nguyệt thành gió thổi khắp thành bốn mùa như xuân đúng vào cái thời điểm tốt nhất trần gian từ đó trở đi cứ mỗi ba tháng bách lý đông quân đeo kiếm lên đường dân du tới các nước ba tháng sau thì trở về ở ba tháng lại đi cứ liên tục như vậy suốt một năm ba tháng sau thái an đế đột nhiên mắc phong hàng đóng triều một tháng, phong hàng không những là không khá hơn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thái y diện chẩn đoán nhiều lần nhưng mà vẫn không cách nào. Trong triều lại phái sứ giả để mà tìm kiếm dược dương tân bách thảo, nhưng mà tới giờ không có tin tức đưa về. Các hoàng tử bắt đầu lục tục họp bàn bí mật. Ngay cả các huynh đệ phiên dương của Thái An Đế đã được phân đất phong hầu ở các nơi cũng ngò ngoe. Quả nhiên, không có ai tới tìm lôi mộng sát vì chuyện dịch văn quân nữa còn lôi mộng sát đưa con gái của mình ra khỏi thiên cải thành lý hàn y chính thức gia nhập làm môn hạ tuyết nguyệt thành trở thành nhị sư muội của bách lý đông quân một năm đó mưa gió đã nổi lên chương 268 dương danh thiên hạ một chiếc thuyền con Bông bềnh trên biển công tử thời thế như vậy vẫn đi chơi sao Ông lão chèo thuyền nhìn thiếu niên trước mặt, người mặc áo trắng, hồng đeo bội kiếm, còn mang theo một hồ lâu rượu bằng bạch ngọc. Vừa nhìn là biết công tử nhà giàu có tiền rồi. Sao vậy? Thiếu niên nhìn về phía trước khẽ hỏi, bây giờ tình hình không quyên ổn đâu. Ông lão chèo thuyền thở dài, hoàn thành thái an đế đã bị bệnh không có dậy nổi, rất nhiều nơi có người muốn tạo phản, thậm chí nghe nói trong thiên cải thành á, ngày ngày đều có kẻ giết người thì đã sao nào ta đâu có tới thiên cải thành chứ thiếu niên cười nói đưa ta tới cái bến thuyền lớn là được rồi công tử muốn ra biển sao Ừ, một mình à không thì thế nào một năm đó đại đệ tử của tiết nguyệt thành bách lý đồng quân ngồi thuyền từ đông cập hải thị phủ vào ly hải tìm kiếm tiên sơn còn tại thiên cải thành cách xa ngàn dặm, ánh lửa ngập trời. Tám vị dương tử đồng thời tham gia cái trận chiến đoạt dị, sau này được sách sử ghi lại thành bát dương chi loạn. Thái An Đế bệnh nặng, không có cách nào chèo chống bắt ly khổng lồ. Nằm trên giường bệnh, im lặng quan sát mọi chuyện diễn ra. Thật ra, người có thể kết thúc mọi chuyện. Không, ta muốn xem xem rốt cuộc nó sẽ làm thế nào những sát thủ mặc áo đen đội nón che đi vào trong thiên khải từ đó trở đi bầu trời của thiên khải thành bị bao phủ bởi sát máu dù số trọng thần trong triều vì tranh chấp bè phái mà bị sát thủ giết chết trong thiên khải thành người người bất an lúc này lan gia dương tiêu nhược phong để chống lại sự xâm lấn của đám sát thủ thân phận bất minh này đã thành lập nội vệ ti trong thiên khải thành Sát thủ tới từ giang hồ cho nên bốn vị thống lĩnh nội vệ ti cũng tới từ giang hồ. Truyền nhân tâm kiếm của kiếm tâm trũng, lý tâm nguyệt, đường chủ bách hiểu đường, du cực côn cơ nhược vong, đệ tử số một đường môn trong 30 năm qua. Đường liên nguyệt, cùng với thiếu niên thiên khải, không môn không phái nhưng mà thương thuật số một thiên hạ, tư không trường phong. Bốn người này hợp thành nội vệ ti cường đại nhờ bọn họ hợp lực, cảm giác khủng hoảng mà đám sát thủ gây ra cho Thiên Khải Thành nhanh chóng đã biến mất không còn tâm tích. Từ đó trở đi, bốn người này được gọi là Thiên Khải Tứ Thủ Hộ. Phiền Dương ở các nơi cũng ngo ngoe rụt rịch, sau đó thấy từ phủ trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong dẫn 20.000 phá phong quân đi một vòng quanh Bắc Ly. Thế là yên tĩnh rồi. Cứ như vậy cho tới cuối năm, bánh ly đồng quần đi trong khu chợ ở đông Cập hải thị phủ thời gian ra biển lần này vượt qua dự tính quy rồi bây giờ làng gia quy đã ngâm đèn y tìm một quán rượu ngồi vào gọi một chén rượu và ít thức ăn quý khách xin hỏi ngài muốn dùng món gì chỗ của chúng ta ngoài hải sản ra cái gì cũng được cảm mực gã cao to bàn bên cạnh uống vài chén rượu đang nói chuyện tới mức nước bọt bắn tung tóe dưới đất các ngươi nghe nói chưa buổi tối mấy hôm trước thái an đế đã băng hà rồi đông cặp hải thị phủ cách xa thiên khải thành tin tức đồn đến đây cũng phải mất vài ba ngày mọi người cùng lắc đầu tối hôm đó nghe đồn bệnh tình của bệ hạ trở nặng sáu vị hoàng tử liên minh trong thiên khải thành giấy bình tạo phản có người nói giết tới tận trước bình thanh điện bọn họ đã được thanh dương cầm đầu lần này vào cung là muốn thái an đế truyền lại hoàng vị cho thanh dương bách lý đồng quân đặt chén rượu xuống dẫn tài lắng nghe thanh dương sao trong thiên khải thành người lợi hại nhất chẳng phải là lan gia dương sao ta cũng nghe được từ chỗ tổng binh đại nhân thôi câu chuyện tiếp theo có muốn nghe không muốn nghe thì rượu của ta gã cao to nháy mắt với người kia mọi người mới lập tức quay đầu định đứng dậy một nén bạc rơi lên bàn. Đám người lập tức ngẩng đầu, bà đi đồng quần, ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó mới đặt thanh kiếm lên bàn. Kể hết đi, đừng có nói dối, nói cẩn thận đó. Đêm hôm đó được đời sau gọi là biến cố bình thanh điện. Sáu vị hoàng tử hợp lực ra chiêu được ăn cả ngã về không, đúng là đã gây phiền toái rất lớn cho Lan Gia Dương và Cảnh Ngọc Dương. Nhưng mà cuối cùng nhờ có lôi mộng sát và Diệp Kiếu ưng thống lĩnh Hổ Bi Lan và Thiên Khải tứ thủ hộ giết tới trước Bình Thanh Điện. Sau khi mà bọn họ khống chế tình hình, ngũ tổng quản từ trong Bình Thanh Điện đi ra. Trọc Thành nâng cao cuộn sách phong long trong tay, chuẩn bị tuyên bố người được lựa chọn cho hoàng vị. Nhưng Lan Gia Dương Tiêu Nhược Phong lại lao lên, đoạt lấy cuốn sách từ tay của Trọc Thành, mở ra đọc lướt qua, sẽ tàn thành từng mảnh sau đó mới truyền đi di chiếu của tiền đế âm thanh gian vọng đất trời truyền ngồi tam hoàng tử tiêu nhược cẩn xé bỏ di chiếu của tiền đế ngược lại truyền thánh chỉ bằng miệng đây là một đại bất kính nhưng mà không ai dám tỏ ý bất mãn người duy nhất lộ vẻ bất mãn đang bị gác đau lên cổ ngũ tổng quản có tư cách nâng cuộn sách phong long là ngũ tổng quản nhưng mà bọn họ không có nói gì ngầm đồng ý hành động của tiêu nhược phong đại tổng quản trọc thành dẫn bốn vị tổng quản khác nhanh chóng trở lại trong thái an đế nghe đồn thực ra lúc đó thái an đế chưa chết nghe trọc thành thuộc lại chi tiết mọi chuyện bên ngoài thì mới nhắm mắt còn suy nghĩ của thái an đế khi đó ra sao quá là không có ai biết được thật ra cái chuyện khiến cho người ta kinh ngạc không phải là hành động của tiêu nhược phong mà là cái tên trên cuốn sách lẽ ra giết thất hoàng tử tiêu nhược phong cũng là bản thân của lan gia dương đó mới là hợp tình hợp lý tuy cảnh ngọc dương là huynh đệ ruột thịt với lan gia dương nhưng bất luận tài năng hay là võ công đều kém xa lan gia dương lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn sang phía khâm thiên giám một cuộn sách phong long khác được khâm thiên giám cất giữ quốc sư tề thiên trần không có nói một lời về chuyện này tương đương chỉ ngầm thừa nhận kết quả. Sau quốc tang Tiêu Nhược Cẩn mới lên ngôi, Tiêu Nhược Phong quản lý quân quyền, tôn là Bắc Ly Đại Thủ Hộ. Bắt đầu từ năm đó, chính là năm Minh Đức Đế thứ nhất. Mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình. Đúng là đồ đệ mà ta dạy dỗ, ngay cả hoàng dị cũng có thể nhường. Người dạy được một tên đồ đệ tốt, nhưng Bắc Ly mất đi một hoàng đế tốt ta là người hộ quốc của bác Ly, đây là đời cuối cùng rồi, sau này sinh tử tồn vong ra sao phải dựa vào chính họ. Mà trong năm đó, Bách Hiểu Đường lại công bố võ bản. Đứng đầu Lương Ngọc Bản bị một cái tên mọi người trong thiên hạ quen thuộc chiếm giữ. Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân. Hắn là đệ tử quan môn của Lý Tiên Sinh, cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu, Bách Lý Lạc Trần. Đây giống là một cái tên không thể thiếu trong trận chiến đoạt dị kia nhưng mà lại lặng lẽ biến mất trong triều đình chỉ xuất hiện trong giang hồ nhưng danh hiệu quy khi xuất hiện trước mặt của mọi người lại là tuyết nguyệt thành tuyết nguyệt thành là cái gì ở đâu chứ không ai biết mãi cho tới khi bách lý đồng quân đứng đầu lương ngọc bản 5 năm liên tiếp mãi tới khi tư không trường phong và lý hàn y mới lần lượt thành khách quen trên lương ngọc bản trước tên của bọn họ đều viết ba chữ Tuyết Nguyệt Thành. Đến lúc này cả người lãnh thành đều đã dương danh thiên hạ. Nàng sẽ tới tìm ta chứ. Trên bức tường của Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân ngửa đầu uống một ngậm rượu. Chương 269 Thư Từ Đông Tới Nơi cực bắc, nam tử ngồi xe lăn cầm bức thư trong tay đưa vào ảnh nến, nhìn nó bị đốt thành tro bụi. Quá lâu rồi. Nam tử im lặng một hồi lâu, đột nhiên nói. Phía sau hắn có hai người, một người hai vai buông thõng mặt ủ mà chào. Một người ánh mắt sáng rực, sống lưng ưỡn thẳng, dáng vẻ hăng hái. Phi ly, người thấy sao? Nam tử kia mới hỏi. Nam tử hăng hái, mỉm cười trả lời. Khởi bẩm vô tướng tôn sứ, nếu không phải là ngài giữ lại, ta đã tới ngoài cô Tô Thành từ lâu rồi. Phi trảng, người thấy sao? Nam tử kia lại hỏi. Nam tử mặc ủ mà chào khẽ ngẩng đầu. Trên thư viết gì? Hai người các ngươi tuy là huynh đệ nhưng mà tính cách quá khác biệt. Một người làm trước chẳng có nghĩ gì tới hậu quả. Một người cứ nghĩ rồi mới ra tay thường hay bỏ lỡ thời cơ. Nam tử được gọi là vô tướng sứ nhìn tro tàn dưới đất. Ngoài cô Tô Thành chắc đứa bé kia cũng đã ba tuổi rồi. Trên Thư nói bọn họ rất là hạnh phúc. Phi Ly nở nụ cười gằn. Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta luôn giúp bọn họ dẫn dắt sự chú ý của triều đình. Bọn họ ở Cô Tô Thành có khác nào ở thế ngoại Đào Nguyên? Phi Trạng mới gật đầu. Bây giờ là cơ hội ra tay. Các người cảm thấy nên xử lý ra sao đây? Dù tướng sứ hỏi, Phi Ly giơ tay quệt nhẹ lên cổ. Chỉ là một con ả, ta giết là được rồi. Phi trạng trầm ngâm không có đáp lời Dù tướng sứ mỉm cười lắc đầu Để Nguyệt Khanh nghĩ cách cho dịch Văn quân trở lại thiên cải thành Các người tới trợ giúp cho cô ấy Nhớ kỹ không có thể để cho dịch Văn quân mất một sợi tóc nào Phi Ly và Phi trạng nhìn nhau thăm thở dài một tiếng Nếu nói hung ác Trong thiên ngoại thiên không có ai hung ác Bằng cái vị vô tướng sứ ôn hòa nho nhã này Gần đây Nguyệt Giao có tin tức gì không? dù tướng sứ mới đột nhiên hỏi phi ly lắc đầu nghe nói vẫn còn ở bắc ly nhưng mà chúng ta không tìm được hành tung cụ thể cô ta vẫn coi trọng cái thiếu niên tên là bách lý đông quân sao cũng không sao thêm một lựa chọn thôi nghe nói tên kia đã leo lên lương ngọc bản ba năm liền rồi dù tướng sứ hỏi theo lời của bách hiệu đường hai năm trước bọn họ không có phát võ bản nhưng mà theo bọn họ nhận định khi đó bách lý đông quân đã là đệ nhất lương ngọc bản cho nên không phải là ba năm mà là năm năm còn diệp đỉnh chi xưa nay chưa có từng xuất hiện trong danh sách đó phi ly trả lời võ bản chỉ ghi danh các cao thủ tại thế bây giờ diệp đỉnh chi đang ẩn cư nơi hoang vắng không coi là xuất thế cho nên mấy năm nay lý tiên sinh không có xuất hiện trong võ bản nếu không thiên hạ đệ nhất chỉ là vật trong lòng bàn tay của ông ấy về Lý Tiên Sinh thì dù tướng sứ cúi đầu cười. Được rồi, ngay cả Nguyệt Giao còn không có tìm ra hành tung nói gì Lý Tiên Sinh. Các người lập tức khởi hành tới Tô Cô Thành đi nếu mà dọc đường có tin tức về Nguyệt Giao mang cô ấy về đây. Xin nhận lệnh của Tôn Sứ. Phi Trạng và Phi Ly quay người rời khỏi. Vô sông Thành duỗi một chỉ nhẹ nhàng về tắt cảnh nến. Cuối cùng cũng sắp tới rồi tuyết nguyệt thành, hoa sơn trà đầy trời. Bạch Lý Đồng Quân nằm trên cái giường trúc ở sườn núi Thương Sơn trong giấc ngủ say sưa. Trong giấc mơ, hắn giờ kiếm chém thiên môn, sau đó bước từng bước đi vào thiên môn. Trong thiên môn, ngàn dạng tiên nữ cầm kiếm đón gió múa lượng như là đàn ngền tiếp hắn tới. Ánh mắt của Bạch Lý Đồng Quân đảo qua đảo lại giữa các tiên nữ, nhưng mà từ đầu tới cuối không có thấy gương mặt mà mình hy vọng Ôi trời, chán quá đi. Bà đi đồng quần xua tài, nhảy từ trên thiên môn xuống, trực tiếp rơi xuống đất. Thế là giấc mộng đã tỉnh. Bà đi đồng Quân mở mắt, thấy bên trên có một con chim bồ câu đang bay vòng quanh. Y vừa ngủ trưa dậy, cũng lười động đậy, cứ thế ngơ ngác nhìn lên trên. Sau đó, con chim bồ câu rải phân xuống. Bà đi đồng quần né sang một bên, bãi phần kia rơi ngay bên cạnh Y. Ôi trời! Nguy hiểm thật, Bách Ly Đồng Quân mỉm cười. Sau đó, có cái thứ gì đó rơi trên đầu y. Bánh Ly Đồng Quân giơ tay sờ lên đầu, phát hiện cái ống trúc nhỏ âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, y mới ngồi dậy, quan sát ống trúc trong tay. Y dùng ngón tay bóp nát nó, quả nhiên bên trong là một bức thư. Ai gửi thư cho mình chứ? Phủ trấn Tây hầu sao? Nhưng mẹ mới tới Tuyết Nguyệt Thành có mấy hôm trước mà. Thiên Khải học đường Nhưng mà không ai trong bọn họ Biết rốt cuộc Tuyết Nguyệt Thành ở đâu mà Mấy lần trước Đều là đưa thư trở về phủ trấn Tây Hầu Tư không trường phong sao Chẳng phải là gã nói Đang trên đường về rồi sao Bà Lý Đồng Quân mở ra Chữ viết trong thư như rồng bài phượng múa Có thể thấy Lúc đó tâm trạng của người này rất tốt Bạn của ta Đồng Quân Bà Lý Đồng Quân trực tiếp nhìn xuống phần ký tên dưới cùng dịp đỉnh chi dịp đỉnh chi sao bánh Lý Đồng Quân mới vội vàng trải bức thư ra nhanh chóng đọc bằng hết lợi hại có cả con trai rồi dịp an thế cái tên đúng là không tệ nhưng có vẻ hơi thiếu bá đạo phía ngoài cô Tô Thành hàng Sơn Tự đi liền đi liền thôi sao mà hắn biết địa chỉ Tuyết Nguyệt Thành sao ông lão tên là Dông Ưu nói với hắn ông lão Dông Ưu này là ai là một người bạn của ta. Sao vậy? Bây giờ Diệp Đỉnh Chi đang ở đó sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên, chỉ thấy Nam Cung Xuân Thủy, áo trắng thanh thoát, đang từ giữa núi đi lên. Nói là sau cái lần trước chúng ta chia tay, hắn xây nhà ở cạnh hàng sơn tự. Lão Hòa Thượng Dông U ở trong chùa sợ hắn luyện công tới tẩu quả nhập ma, cho nên luôn ở bên cạnh quan sát. Trước đó hắn lo bị người khác phát hiện cho nên không có liên hệ với ta. Nhưng mà gần đây nghe nói võ công của ta rất lợi hại lên đứng đầu lưng ngọc bản còn ở một nơi tên là Tuyết Nguyệt Thành. Lão Hòa Thượng kia nói Tuyết Nguyệt Thành rất là bí ẩn không ai biết nó ở đâu. Cứ yên tâm liên hệ đi. Cứ thế hắn mới viết thư cho ta. Sắp tới tiệc mừng 3 tuổi của con hắn rồi muốn mời ta tham dự đó. Bà Lý Đồng Quân gấp bức thư vào Người ta đã có con rồi. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nói. Bách Lý Đông Quân mới che lỗ tai. Sư phụ, có phải là ngài bị mẹ của ta hối lộ sao? Thuyết phục giúp cho bà ấy có phải không? Ngài cùng đi dục cưới à? Ta thì tùy ngươi thôi. Nam Cung Xuân Thủy mới nhúng dài. Nhưng mẹ ngươi nói nếu ngươi không kết hôn, cô ấy coi như là không có đứa con trai nhà ngươi đó. Không nghe, không nghe. Bách Lý Đông Quân cười nói không thì ta làm nghĩa phụ cho cái thằng nhóc dịp an thế là được rồi. Thế thì ta sẽ có nghĩa tử. Mong muốn bế cháu trai của mẹ ta cũng sẽ được thực hiện thôi. Nam Cung Xuân Thủy nói, vậy thì ngươi định bao giờ cởi hành đây? Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày hôm nay đi. Bà Lý Đồng Quân mới dội vàng nói, không dội, hôm nay sứ giả Bách Hiệu Đường sẽ đến, võ bản năm nay ngươi muốn tên mình ở đâu? Chương 270 quan Tuyệt Thiên Hạ Giang Hồ Phong Ba Định Kim Bản Luận Võ Danh Qua Sơn Trà Đầy Trời Ở bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành Một nam tử đội nón che cưỡi một con ngựa đen chậm rãi đi tới Trên nón che viết một chữ bách Tay phải cầm dây cương Tay trái cầm một cuốn sách Đã nhiều năm qua rồi Rất nhiều người trên giang hồ Vẫn không có biết Tuyết Nguyệt Thành ở đâu nhưng cứ vào ngày này hàng năm, người độ nón che này đều tới đúng hạn. Nhưng mà mọi người trong tuyết Nguyệt Thành không có cảm thấy kỳ quái vì người này tới từ Bách Hiểu Đường. Bách Hiểu Đường, Thiên Hạ, Bách Hiểu, Tuyết Nguyệt Thành của bọn họ ở đây cũng không có gì lạ. Nhưng trong Tuyết Nguyệt Thành đều là người xuất thế, đáng lẽ sẽ không có lên võ bản của Bách Hiểu Đường. Chỉ có một người tuy ở đây nhưng mà lại gian danh Thiên Hạ chính là bách lý đông quân sư phụ con đã đứng đầu lương ngọc bản ba năm liên tiếp tính cả hai năm mà cơ nhược phong cố tình nâng đỡ đã là năm năm đứng đầu lương ngọc bản sư phụ thấy con đã coi như là dương danh thiên hạ chưa bách lý đông quân đứng trên tường nhìn đệ tử bách hiểu đường bên dưới nam cung Xuân thủy mỉm cười lương ngọc bản chẳng qua là trò chơi cổ vũ trẻ con thôi cao thủ giang hồ chân chính không có để vào trong mắt. Thế thì phải làm sao? Bạch Lý Đồng Quân cảm thấy bất đắc dĩ, đúng là khiến cho người ta bức bối. Dương danh thiên hạ đương nhiên là phải quán tuyệt thiên hạ, lương ngọc bản chưa đủ đâu. Quan tuyệt bản mới tạm đủ, vào quan tuyệt bản đi, tuy cũng là võ bản nực cười. Nam Cung Xuân Thủy nhúng dài, Bạch Lý Đồng Quân mới gãi đầu một cái. Quan tuyệt bản thì quan tuyệt bản vậy, không thành vấn đề. Lông mày của Nam Cung Xuân Thủy nhướng lên. Năm nay, người mới 20 tuổi mà đòi già quan tuyệt bản sao? Có phải là lớn lối quá không vậy? Khi mà ta rời càng đông thành, tới thiên cải thành, trong thiên hạ có nghĩ ta sẽ vào được lương ngọc bản Công Chuyện trên đời vốn chỉ sợ không có dám nghĩ mà thôi. Bà Ly Đồng Quân ngạo nghệ nói, Sư phụ còn lớn lối hơn trời, đồ đệ chỉ dám sánh ngang núi thôi, được chưa? Được được, không hổ là đồ đệ của ta, chỉ khí đây. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười như một làn gió mát lướt qua mặt. bạch Lý Đồng Quân lắc đầu. Đây không phải là chí khí, lời của ta không phải là chí khí mà là kể một chuyện tất nhiên. Chỉ là thuộc lại thôi. Bách Lý Đồng Quân nói. Nam Cung Xuân Thủy nhẹ gật đầu đột nhiên hỏi. Mấy năm nay ngươi chăm chỉ như vậy, gió công đã tiến bộ rất nhanh. Có phải vì lời hứa với cô gái khi trước không? Bạch Lý Đồng Quân mỉm cười. Dương danh thiên hạ có rất nhiều cách, nhưng mà cho dù rượu của ta có thắng điều lâu tiểu trúc, nhưng mà vẫn rất nhiều người chưa từng nghe tới tên của ta. Cho nên ta mới nghĩ, có lẽ phải thành thiên hạ đệ nhất, trở thành như là ngươi khi mà còn là Lý Tiên Sinh. Như vậy mới dương danh thiên hạ mà nàng ấy nói. Nhiều khi không phải là vì lời hứa mà vì cảm thấy ngón tay của Nam Cung Xuân Thủy về một đóa hoa sơn trà búng nhẹ. Hoa sơn trà bay ra ngoài. Cảm thấy thiên hạ đệ nhất đang đứng đó chờ ta. Không phải là ta tới tìm nó mà nó đang chờ ta. Bạch Lý Đồng Quân nghiêm túc nói. Thật không? Bạch Lý Đồng Quân bật cười. Đương nhiên là khoác lát rồi. Nhắc tới cô gái kia người thích ngắt lời chứ. Nam Cung Xuân Thủy nói đầy ẩn ý. Cửa thành đã từ từ mở ra, sứ giả của bách hiệu đường thúc ngựa đi vào trước kia chỉ có lúc sai người mới nói mấy cái lời khách khí như vậy nam cung xuân thủy nói đầy ở ý rượu ở trong lòng bách lý đồng quân chỉ vào ngực của mình du lịch ba năm thiên địa rộng lớn cuối cùng cũng đã khác rồi xuống dưới nhận bản đi sau ngày hôm nay ngươi đã sáu lần đứng đầu lương ngọc bản rồi nam cung xuân thủy lấy một cây quạt xếp từ đâu không biết nhẹ nhàng phe phẩy cũng coi là một giai thoại đó có rượu ngon giang hồ nhưng mà không có mỹ nhân chung vui không có coi là giai thoại bách lý đông quân từ trên cửa thành nhảy xuống trong tuyết nguyệt thành toàn thành đổ ra như ông dở tổ tuy trong tuyết nguyệt thành đã là các cao thủ ẩn cư giang hồ nhưng mà những cao thủ này đều có còn có cháu bọn họ không có giàu giang hồ nhưng mà lại cực kỳ tò mò ngưỡng mộ giang hồ cho nên mỗi khi sứ giả của Bách Hiệu Đường tới, bọn họ rất hưng phấn. Năm nay cái thằng nhóc Bách Lý của chúng ta có đứng đầu Lương Ngọc Bản không đây? Năm nay Tuyết Nguyệt Thành có đồ đệ nào khác vào bản không? Nói cái gì vậy? Tuyết Nguyệt Thành của chúng ta là tòa thành xuất thế, làm sao ai có thể vào bản được? Có thể nào là đồ đệ của Nam Cung Tiên Sinh mới thu nhận không? Cũng có thể Nghe nói bây giờ tên tuổi tuyết nguyệt thành của chúng ta đang gian dội bên ngoài, có lẽ sẽ nhập thế. Đến lúc đó, với bản lĩnh của chúng ta, có giàu võ bản hết á, chắc cũng được rồi. Thế thì với bản lĩnh của thành chủ chúng ta, năm nay có tên trên bậc thứ hai của quan tuyệt bản cũng không có thành vấn đề sao? Đi nào, đi chào mới là biết. Phía sau bọn họ, một nam tử trẻ tuổi đặt trọng đao trong tay xuống, hư lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn, một cô gái tuyệt mỹ mặc áo đỏ che miệng cười khẽ. Sao nào? Không phục hả? Bà đi đồng quân đã nắm hạng đầu của Lương Ngọc Bản 5 năm liền. Còn ngươi không có ra khỏi tuyết nguyệt thành nên không có ai biết. Nam tử vuốt ve chui đào trầm giọng nói. Tổ quấn. Lão Tổ Tông đã chết cả trăm năm rồi. Chẳng lẽ còn quản chúng ta được sao? Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Cô gái cười nói không được không có gì thú vị nam tử mới duỗi lưng một cái ta tự biết ta không có kém gì bách lý đông quân là được rồi nhưng mà nhưng sao ta vấy cô gái bày phất với trong gió nhưng đúng là ta muốn ra ngoài xem thử cũng như là bách lý đông quân xem thiên hạ bên ngoài rộng lớn ra sao nam tử chậm rãi nói thế thì theo ta ta cũng ra ngoài cô gái mỉm cười nói ra ngoài xem, xem thiên địa rộng lớn hơn cả Bách lý đông quân từng thấy. Hả? Dược núi, dược biển, đi xa hơn cả hải ngoại tiên sơn. Đệ tử bách hiểu đường kéo cương ngựa dừng chân. Bách lý đông quân đứng trước mặt của hắn, chạm vào bình rượu bên hông, ngửa đầu lên uống một ngụm. Sau lưng hắn là đông đảo các đệ tử trẻ tuổi của Tiết Nguyệt Thành đang chờ đệ tử Bách Hiểu Đường tuyên bố võ bản lần này. Trên đằng thiên cát, cũng có không ít người nhô đầu ra quan sát mọi chuyện bên dưới. Thằng nhóc này, hai năm qua phong lưu thật đấy. Hứ, chẳng phải là năm đó đã bị chúng ta đánh cho không có đứng dậy nổi sao? Giờ thì sao? Ta già rồi, còn muốn sống thêm mấy năm. Nam Cung Xuân Thủy nhảy lên tới bên cạnh cô gái áo đỏ và nam tử khôi ngô, nhíu mày nói, bàn bạc xong chưa? Nam tử khôi ngô mới sững sờ, cao mày nói, Quá ra tỷ tỷ dạng để bảy ta sao? <laughs> Chúng ta đã đi xa, thiếu một người đánh xe thôi. Nam cung xuân thủy, dỗ dài nam tử kia. Để đền bù, ta truyền cho ngươi một bộ đao pháp. Chương 271, gặp lại sau 10 năm. Cuối cùng, sứ giả của Bách Hiểu Đường cũng mở cuộn sách được niêm phong. Toàn thành tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim kêu trên bầu trời. Nam Cung Xuân Thủy không có nói gì thêm, để lại hai tỷ đệ của Lạc Hà, Lạc Thủy đi xuyên qua đám người tới bên cạnh Bạch Lý Đông Quân. Nghe nói gần đây, danh tiếng của thằng nhóc ở đường môn rất gian dội. Hắn nói đầy ở ý. Lương Ngọc Bản hạng 8, lôi môn, lôi quanh. Lương Ngọc Bản hạng 7, lôi môn, lôi dân hạt. Sau khi mà lôi mộng sát rời khỏi lôi môn, rốt cuộc thế hệ trẻ của lôi môn cũng có người đứng trên lương ngọc bản Lôi môn sông tử. Hai năm qua, tung hoành giang hồ, ngay cả mọi người trong tuyết Nguyệt Thành cũng nghe tên của bọn họ. Hạng sáu Lương Ngọc Bản, tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàng Y. Bà đi đồng quân mỉm cười nói, Hàng Y sư muội xem như là cháu gái của bọn họ, nhưng mà xếp hạng còn cao hơn bọn họ một bậc đó. Nam Cung Xuân Thủy nhúng dài, trong lôi môn chia ra các chi rất là phức tạp, Nói lại, lôi mộng sát và lôi môn sông tử hiện tại thuộc về các chi khác biệt, đã không còn quan hệ thân thích gì rồi. Nhưng đúng là nên tính lý hàng y là nhỏ hơn một lứa. Có điều đó là tính theo lôi môn. Tính theo bên ta, lý hàng y và lôi mộng sát thuộc cùng một thế hệ đó. Bà Lý Đồng Quân mới gãi đầu. Đúng là loạn mà. Lương Ngọc Bản hạng năm kiếm khách không môn không phái, nhan chiến thiền Lương Ngọc Bản hạng tư Lung Nguyệt Cát, Trích Nguyệt Quân Lương Ngọc Bản hạng ba Quân Khước Lâu, Đạm Đại Phá Lương Ngọc Bản chỉ còn lại có hai hạng Các đệ tử trong Tuyết Nguyệt Thành không khỏi xôn xao Năm ngoái, Tư Không Trường Phong lên hạng năm Lương Ngọc Bản Bách Lý Đông Quân chiếm hạng nhất đã nhiều năm Như vậy, hai vị trí này chắc chắn sẽ thuộc về bọn họ rồi Thế nhưng, còn đường môn đường Liên Nguyệt nghe nói đảng là kỳ tài đệ nhất đường môn suốt mấy chục năm sao mà hắn rớt khỏi lương ngọc bản được lương ngọc bản hạng hai tuyết nguyệt thành tư không trường phong bà ly đồng quần khẽ cao mài nhìn nam cung xuân thủy nam cung xuân thủy mỉm cười không có nói gì trong đường môn đường lão thái gia hút một ngụm khói đập nhẹ lên bàn người cũng muốn nghe thấy tên của người không đường liên nguyệt ánh mắt lạnh lùng không muốn lương ngọc bản hạng đầu đường môn đường liên nguyệt sứ giả cao giọng hô đường lão thái gia mới thở dài hắn lớn hơn người một tuổi mỗi bước đi cũng nhiều hơn một bước đường liên nguyệt ngẩng đầu nhìn trời một ngày nào đó sẽ đánh một trận thật sự với hắn. trong tuyết nguyệt thành các đệ tử châu đầu ghé tai chẳng phải là năm nay tiểu bách lý mới hơn có 20 tuổi sao sao mà đã rời khỏi lương ngọc bản rồi chẳng phải chỉ cần chưa qua sinh nhật lần thứ 25 là vẫn được vào lương ngọc bản sao? Cho dù cả năm không có luyện võ cũng không có đến mức ngã từ hạng nhất lương ngọc bản ra ngoài được chứ. Chắc là làm sao như vậy được hơn 22 đã lên quan tuyệt bản. Lên tới quan tuyệt bản đều là đại tông sư của võ đạo làm sao mà từ lương ngọc bản nhảy lên quan tuyệt bản được. Đúng vậy, năm xưa Tiêu Nhược Phong đứng nhất lương ngọc bản chẳng phải đã nhiều năm rồi vẫn không có lên quan tuyệt bản sao tiêu nhược phong là đương kim lan gia dương không phải là tiểu tiên sinh năm đó nữa theo quy định của bách hiểu đường đương nhiên không thể vào võ bản bản tiếp theo quan tuyệt bản sứ giả của bách hiểu đường chậm rãi nói quan tuyệt bản bậc thứ tư mặt môn mặt hiểu hắc lạc thủy trang lạc hiền thiên môn lý cửu thượng cửu đạo trần Trạch, bậc thứ tư trên quan tuyệt bản vẫn không có tên của bác Lý Đồng Quân. Ngay cả hai vị sư huynh quy cũng đã xuất hiện rồi. Lúc này, ngay cả Bạch Lý Đồng Quân cũng thấy căng thẳng. Không phải vì năm nay bế quan trong tuyết nguyệt thành cho nên Bách Hiểu Đường quên mất ta đó chứ. Bạch Lý Đồng Quân gãi đầu một cái. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nói Mất tự tin nhanh vậy sao? Dù sao, ta cũng đã quen biết hai vị sư huynh năm ngoái còn uống rượu với nhau sau đó bị Liễu Nguyệt Sư Huynh đánh cho một thước ngã lăn xuống đất. Bà Lý Đồng Quân cười nói, sát nhân phóng quả kim yêu đái, Liễu Nguyệt công tử dung nhan tuyệt thế, vũ khí là đai lưng bên hông quán. Nhưng Bạch Lý Đồng Quân biết thật ra đây chính là cây thước vàng kim được chế tạo từ nhuyễn kim. Lúc mà dung thẳng sẽ cứng rắn vô cùng. Lúc đó Bạch Lý Đồng Quân bị đánh đau tới mấy tháng. Quan tuyệt bản bậc thứ ba Tú Thủy Sơn Trang Liễu Nguyệt. Nhắc tới là tới liền, Bách Lý Đồng Quân cười một tiếng. Phong quả lâu, Tiếu Thiên Tử. Tiếu Thiên Tử là một cao thủ đột nhiên xuất hiện tại Nam Quyết. Rất nhiều người có phong phạm của cao thủ đệ nhất Nam Quyết khi xưa. Vũ sinh ma, bây giờ đã được tôn là tiểu ma đầu. Chỉ mới hơn có 30 tuổi, đã là khách quen trên quan tuyệt bản. Bách Lý Đồng Quân cố giả vờ trấn định nói, lần trước nghe Liễu Nguyệt nói muốn tới đánh giáng một trận đó. Nam Cung Xuân Thủy không có để ý những chuyện này, chỉ nói, nếu cái tên tiếp theo không phải là ngươi, vậy thì thật sự không có ngươi rồi. Ta hiểu, bà Lý Đông Quân thở dài, cho dù có tự tin đến đâu đi nữa, hắn cũng biết hiện tại giới hạn của mình ở đâu. Bậc thứ hai trên quan tuyệt bản, tức là một trong ba cao thủ đứng đầu thiên hạ. Lại thêm các cao thủ ẩn thế không có hành tẩu giang hồ. Như vậy, ít nhất cũng trong nhóm 10 người mạnh nhất. Đương nhiên, hiện tại y còn chưa có đạt đến trình độ đó. quan tuyệt bản bậc thứ ba Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đồng Quân Ba cái tên sau, Bách Lý Đồng Quân không có lắng nghe, y chỉ thở phào nhẹ nhõm sau đó mới nhìn Nam Cung Xuân Thủy lẩm bẩm. Sư phụ, ta vào được quan tuyệt bản rồi, bậc thứ ba. Đúng là quan tuyệt bản bậc thứ ba quan tuyệt bản bậc thứ ba 22 tuổi tiểu bạch lý đúng là làm nở mặt nở mày cho chúng ta trong tuyết nguyệt thành toàn thành như bùng nổ ngay cả mấy cái lão già trên đăng thiên cát cũng dơ chén rượu lên uống cùng với nhau nên cạn một chén lớn tỷ tỷ quy phong thật lạc hà bất mãn đặt tay lên chu đao là thắng phe phẩy cái loạn tóc mai đánh xe cho chúng ta cũng rất là quy phong. Lạc Hà nhún dài. thôi thôi, ta không có thích khoe khoang, chờ lúc nào hắn lên làm thiên hạ đệ nhất, ta đánh ngã hắn, thế là được rồi. Lạc Thủy giơ ngón tay cái, không hổ là đồ đệ của ta, phương pháp đó đúng là một lần vất giả, nhàn nhã cả đời. Nam Cung Xuân Thủy cầm bình rượu bên hông có Bách Lý Đông Quân, ngửa đầu uống một ngụm. Vừa vào quan tuyệt bản, đã là nhóm thứ ba, không tệ, Nam Cung Xuân Thủy rất ít khi khen ngợi. Kể cả hiện tại, lẫn khi từng là Lý Trường Sinh. Bạch Đi Đồng Quân nhìn Nam Cung Xuân Thủy. Sư phụ, bây giờ ta đã coi là dương danh thiên hạ chưa? Nam Cung Xuân Thủy đưa cái bình rượu lại. Sư phụ đùa ngươi thôi. Mấy năm nay trên giang hồ đã không có mấy ai nổi danh hơn ngươi. Từ khi mà ngươi mang bảy bình rượu tinh dạ tới thách đấu điều lầu tiểu trúc trên giang hồ đã đồn đại về tên của ngươi. Bạch Đi Đồng Quân mới lắc đầu, nhưng mà ước định của ta và nàng là khi ta dương danh thiên hạ, nàng sẽ tới gặp ta. Nam Cung Xuân Thủy quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía xa, hạ giọng nói, hình như người đó đến rồi đấy. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt